Hello, xin chào các bạn. Kênh Liên Cà Thơ xin chào mọi người, chào mấy chị gái đẹp nhà mình nha. Thì hôm trước em có test một cái sản phẩm là kem ủ trắng dành cho body và mặt. Ủ nói chung là nó rất là đơn giản, thì em đã nói là để em sử dụng như thế nào, có kết quả thì để em test lại cho mấy chị xem. Thì hôm nay đó là cái sản phẩm, đây là cái sản phẩm hôm trước em test nè mấy chị. Chai này là 250ml. Chai này là dùng để tắm trắng, chị mờ thâm bổ sung collagen. Có nghĩa là ngoài cái việc mấy chị ủ cho nó trắng ra, nó bổ sung collagen cho cái da của mình, nó rất là mềm mịn mướt luôn. Thì cái này dùng được cho mặt và cho tay luôn. Thì giống như em nói là cái da của em nó sáng quá, cho nên là em test cái sản phẩm nó không có rõ. Hôm trước em nói để em sử dụng vài bữa coi nó như thế nào, có kết quả nó ok không, thì em mới tư vấn cho mấy chị. Thì hôm nay em sẽ kiếm một cái da đen để test cho mọi người xem, để mọi người dễ nhận biết cái sản phẩm nó như thế nào. Thì cái sản phẩm này nó cũng dễ sử dụng lắm, nó dễ sử dụng lắm mấy chị. Cái này là mình chỉ cần, đây nó có cái dòi nè. Ví dụ như mấy chị ủ tay thì mấy chị xịt ra, mấy chị kho lên da, kho lên da, rồi mấy chị massage gì là cho nó thẩm thấu vô da khoảng 5 phút, rồi mấy chị để khoảng nửa tiếng là 30 phút, sau đó chúng ta đi rửa lại bằng nước sạch là xong nha. Đó như thế này đây, đó mấy chị ủ tay luôn, hay tay chân được luôn nha mấy chị, tay chân mặt đây, mấy chị chỉ cần kho lên như thế này đây, đó kho lên. Lên rất là thơm, rất là thơm và mềm mịn nha mấy chị ơi. Cái này nó thơm lắm, nhưng mà tại vì cái da của em nó sáng cho nên là test nó không có thấy rõ. Bây giờ em sẽ lấy một cái da của con heo mọi là con nhỏ cháu em mấy chị, đây một con mọi da đen. Em sẽ test cho mấy chị xem đó, test cho mấy chị xem, sau đó để khoảng 30 phút. Đây mấy chị massage như thế này nè, đó để massage nhìn massage cho nó thẩm thấu vô da, massage khoảng 5 phút cho nó thẩm thấu hết vô trong da của mình. Đây cái này là chúng ta ủ là một tuần ủ 3 lần nha mấy chị, một tuần chúng ta ủ 3 lần. Rồi mình can khoảng nửa tiếng rồi mình đi gương mặt, nó rất là thơm, nó giống như là kem gì đó, nó không có rát hoặc là ngứa hoặc là nóng hoặc là gì hết đó mọi người. Nhưng mà nó rất là trắng luôn nha. Mấy chị ủ xong rồi mấy chị thấy cái da mấy chị sáng lên hẳn liền luôn. Đây ủ tay chân và mặt luôn nha mấy chị. Đó, để tại vì nói chung là tay em giờ da nó cũng trắng quá rồi, nên em cái mặt nó hơi đen nè, để em làm cái mặt dễ cho mấy chị xem. Body thì mình dễ dùng kem, dễ sử dụng, nhưng mà mình đang chưa có tìm được cái sản phẩm nào dành cho mặt để làm cho cái da mặt của mình nó lên tông trắng nhanh. Cái tay cái chân mình trắng mà cái mặt thì nó đen, nó không có hợp với mấy chị, cho nên là em đang tìm cái sản phẩm nào đó để cho nó mặt tông nhanh với cái da mặt của mình. Đó nè, em massage ha, rồi bây giờ em để khoảng 30 phút, sau đó em đi rửa mặt, rồi massage cho nó thấm đi. Massage rồi mỏi qua đây mỏi. Đây, hôm nay em sẽ mượn một cái người mẫu. Đó, thấy chưa? Chị thấy không? Đây là con mọi nhà em. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Bây giờ em sẽ mượn cái da của con mọi này, em sẽ test phân nửa cho mấy chị xem nè. Mấy chị thấy cổ nó không? Cổ nó bị thâm mà nó đen nè. Đó ha. Giờ em sẽ test cái phần nửa bên mặt với cái phần đen này thử coi cái hiệu quả nó như thế nào. Sau đó em để khoảng 15 phút. Ấy lộn sorry. Em để nửa tiếng rồi sau đó đi rửa mặt lại cho mấy chị xem kết quả của cái sản phẩm này nha mọi người. Đây là sản phẩm DXY.
Đây, em sẽ test sản phẩm lên da của bé mọi nha, bé heo nha. Test lên da bé heo. Mấy chị cứ khi cần để lên, xong đó mấy chị thoa, thoa nha, thoa lên da, đó, rất là thơm, thơm như này, thơm, nó thơm, nó không có nóng, không có gì hết luôn nha mấy chị, nó rất là mát. Bây giờ em sẽ thoa lên, thoa mấy chị massage cho em nha, massage khoảng 5 phút, sau đó chúng ta để tới nửa tiếng rồi chúng ta đi rửa mặt. Sản phẩm này nó rất là tốt luôn, nó mịn da mà nó khi mà mấy chị xài nó có cái độ mịn, độ collagen, độ bóng đóng mịn mà nó bật tông, bật tới 2-3 tông luôn. Đây, nó là một cái loại ủ trắng, tắm trắng mình thoa xong như thế này là mình chỉ cần rửa lại nước sạch là xong. Cái này nó dễ sử dụng, sản phẩm này nó dễ sử dụng. Trắng bóng này ha. Trắng mà nó mịn, nó có cái tinh chất collagen ở trong đây nè. Cái chai này là em mua 340.000 nha mọi người. Nhưng mà em mua nhiều nên là người ta phi ship. Này em mua phân của chị Sam. Cái sản phẩm này thì cái sữa ủ trắng này xài rất là tốt. Mà cái kem thì xài không bằng, cái kem thì xài không được mọi người. Cái nào em xài được em nói được nha mọi người. Cái ủ trắng thì xài được nè. Nó có một cái loại kích trắng nữa, có loại ủ kích trắng da nữa. Để hôm nào em sẽ sử dụng thử cái chai ủ kích trắng da đó coi như thế nào. Cái này em thấy nó có độ ẩm với lại cung cấp collagen rất là tốt nè mọi người. Cho nên là em mới mua xài nè. Vì em nào mà da đen hoặc là đen giống như da của em này, mà em này da đúng đen luôn. Thấy không? Và bây giờ em test cho mấy chị xem, nó bật lên tông liền luôn mà mấy chị thấy không? Một tuần chúng ta sử dụng 3 lần nha mọi người, một tuần sử dụng 3 lần. Đây em test phân nửa nha, phân nửa mặt. Rồi bây giờ em để 30 phút sau rồi em sẽ đi lấy nước rửa cho mấy chị xem nha. Nè mọi người ơi, thì bây giờ em để sau 30 phút rồi nè mọi người. Đó là nãy mình xuất phân nửa bên đây nha, phân nửa bên này. Còn bên đây là không có xích, đây bên đây là không có xích. Đây mình xuất phân nửa bên đây. Giờ em sẽ rửa mặt cho mọi người coi nha. Đây, nghe dưới cổ. Cổ này đen quá, quay không rõ không. Giờ em rửa mặt cho mọi người. Mặt thôi nước nhiều quá.
có mình có mấy bột mì đen nó đang rất chặt. Sau khi chúng ta sử dụng nó lên tới 2-3 tông luôn nha mọi người. Cái này là một tuần chúng ta ủ 3 lần dành cho da đen. Da đen chai lì á, bạc tông rất là nhanh. Mọi người thấy nó khác hẳn không? Mình trắng mình đen. Da này rất là đen luôn mà bạc tông luôn kìa. Đó, mọi người thấy rõ không? Cái này là lên tới 3 tông luôn, 3-4 tông luôn nha mọi người. Cái này ai da đen á, mình sử dụng thường rất là tốt. Này nó có cái độ cấp ẩm collagen. Đó, nhìn nghiêng cho thấy rõ không? Đó, thấy rõ à? Lên mấy tông luôn nha mọi người. Cái sản phẩm này là em nói chung là em xài sao thì em tư vấn cho mấy chị vậy. Chị nào mà thấy da mình đen mà muốn sử dụng thì mình cứ sử dụng đó. Thì cái này, cái loại này nó là loại ủ tắm trắng dành cho da mặt và toàn thân luôn. Mình sử dụng tay chân toàn thân luôn nha mọi người. Đây, đây là cái hiệu của nó, Deswai nha mọi người, chữ D chữ S chữ Y. Là nó có cái mờ thâm nè, chị mờ thâm với lại nó cung cấp một cái lượng collagen cho mình luôn, là cái da mình đó. Chị em nào mà da đen mình sử kem nó không ăn á, nó không bật tông á, thì mình sử dụng kèm theo cái sản phẩm này dùng cho da tay chân và mặt luôn. Một tuần chúng ta sử dụng 3 lần đó. Thì em nói chung là em sẽ quay nhiều cái sản phẩm cho mấy chị, thì mấy chị thấy là giống như cái sản phẩm nào hợp tiện lợi cho mấy chị mà an toàn thì mấy chị sẽ sử dụng cái sản phẩm đó. Phương thức tắm trắng và phương thức ủ tắm trắng thì mấy chị thấy cái nào mà tiện cho mình thì mấy chị sử dụng. Em thì nói chung là cái nào xài được tốt em mới giới thiệu cho mấy chị. Xài cái sản phẩm này thì nó không có hại gì cho da hết. Em xài em thấy nó không ngứa, không có rít, không có gì hết, nhưng mà mình xức lên nó rất là thơm. Sau khi để ủ 30 phút thì chúng ta rửa mặt thấy cái da nó bật tông thẳng ra luôn, bật mấy tông luôn đó mấy chị. Cái da bật mấy tông luôn, da đen mà nó vẫn bật tông. Đó thì em mới lựa một cái da đen để test cho mấy chị xem. Da đen mà có kịp học ăn đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này. Và mấy chị thế nào mấy chị cũng sẽ hỏi em một câu là nắng có ăn không, đúng không? Thì cái nắng ăn không thì em nói luôn là giống như là mình xài mỹ phẩm thì mình đi ra đường mình đội nón đeo khẩu trang, mình không xài mỹ phẩm mà mình không đội nón đeo khẩu trang thì nắng nó vẫn ăn bình thường. Còn ví dụ như mình xài mỹ phẩm thì da của mình nó trắng nó non thì mình đi ra đường mình phải kỹ xíu, thì mấy chị kỹ xíu thì mình mới đẹp được đó. Còn em thì cũng ít đi ra nắng lắm, trắng cỡ nào nó cũng đen, mà không xài mỹ phẩm da nó cũng vẫn đen luôn mấy chị. Mình ra đường mình kỹ nắng chút xíu để cho da mình nó đẹp chứ mấy chị. Đây nè, đây em đưa lại cái thương hiệu cho mấy chị coi, DSY đó. À, chữ D chữ S WHITEWY. Em mua sản phẩm này trên Facebook của chị Sam, của chị Sam Sam á mấy chị. Đó thì mấy chị nào muốn mua thì mấy chị search cái sản phẩm này ra, thì nó có chai này là em mua 340.000, chai này 340.000 mấy chị. Đó thì chị em nào mà thích cái sản phẩm này thì mình mua mình dùng thử. Còn mình cảm thấy nó không hợp với da mình thì thôi, nói chung là em thấy cái sản phẩm nào tốt thì giới thiệu cho mấy chị. Sản phẩm tự nhiên, những cái sản phẩm nào làm đẹp dành cho chị em phụ nữ.
Nguyên và Pet hướng dẫn cho mấy chị sử dụng nha. Liên Cần Thơ xin kết thúc và chào mấy chị. Chị em nào có thắc mắc hoặc là muốn mua sản phẩm thì comment bên dưới cho em sẽ đánh cái Facebook của mấy chị này vô cho mấy chị. Nói chung thì em không phải quảng cáo cho ai hết nha mấy chị. Tại vì em thấy cái sản phẩm người ta bán, em mua em xài được thì em giới thiệu, em chia sẻ cho mấy chị thôi. Chị em nhà mình nào mà giống như mấy chị không biết là mình xài cái gì để cho da mình đẹp hoặc là lên tông thì mấy chị cứ tham khảo. Mấy chị lên coi clip của em, mấy chị tham khảo. Mình thấy cái sản phẩm nào mà hợp với mình, ưng ý với mình thì mình mua, mình sử dụng nha mấy chị nha. Rồi, em xin em sẽ viết cái Facebook của mấy chị đó vô đó cho mấy chị. Để mấy chị search lên, nói chung mấy chị lên Facebook, mấy chị search cái tên hãng thì nó sẽ ra cái Facebook của cái sản phẩm này ha. Rồi em xin kết thúc cái video tại đây nha mấy chị. Mấy chị hãy nhớ like, share và subscribe kênh của em nha. Kênh Liên Cần Thơ xin chào mấy chị, hẹn gặp lại mấy chị. Chúc mấy chị một ngày thật vui vẻ nè.